Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc Z900 mà có thể nói là chiếc Z900 nhiều tiền nhất Việt Nam. Và hôm nay chiếc xe này cũng sẽ được trang bị bộ bô đắt giá nhất từng gắn lên một chiếc Z900. Đó chính là bô SE Project, chắc cũng khoảng 200 triệu tiền đồ chơi rồi. Full Titanium, cái bộ này không cũng đã là gần 40 triệu. Gần 13kg, bộ này chỉ có 3kg thôi, cực kỳ nhẹ luôn. Tiền nào của đó, tăng công suất nè, tăng tọt, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn khí thải. Lời được miếng này. Cái này là còn ống tiêu quá nha. Trước tiên thì mọi người có thể nhìn sơ qua chiếc xe này ha. Chiếc xe này đã được độ hơn đâu đó khoảng cỡ tầm chắc cũng khoảng 200 triệu tiền đồ chơi rồi. Bây giờ gắn thêm cây bô nữa. Thật ra cây bô này nó không có đắt. Cây bô này nó khoảng cỡ tầm 1.500 euro thôi. Nhưng mà khi mà nhập về Việt Nam thì gồm phí vận chuyển nè, rồi thuế nhập khẩu nữa. Tại vì cái bộ này là đặt lẻ, đi máy bay về đóng thuế đầy đủ chính ngạch luôn, tất cả mọi thứ. Giá đâu đó ra khoảng cỡ tầm hơn 70 triệu. Cực kỳ đắt luôn, gần bằng bộ Vadimen của Ninja H2 luôn. Ở trên chiếc xe này á thì chúng ta sẽ chú ý ở đây nè. Heo dầu Brembo 484 Cafe Racer. Cái bộ này không cũng đã là 40 triệu. Rồi đi kèm cái bass nữa. Rồi hệ thống dây dầu. Ở phía trên này là chúng ta sẽ có tay côn Koken, tay thắng Brembo, có Sakota, đèn xi nhan Moto Gadget, trợ lực Olin, gương Moto Gadget một cặp chứ không phải một cái nữa. Bể cá nè, gác chân Litex. Gác chân này không cũng đã 20 mấy triệu. Thêm cái phục Olin 25 triệu nữa. Ở phía dưới này là chúng ta sẽ có heo dầu Brembo màu đen, heo thay cho heo sau luôn. Cái bộ bass này cũng 2 triệu mấy. Con heo này hiện tại đang được bán với giá cũng khoảng 2 triệu mấy, gần 3 triệu. Đèn tích hợp, còn lại là chống đổ bảo vệ cái nước của Evotech luôn. Nói chung là cũng là những cái món đồ chơi mà cần thiết trong một chiếc xe. Ngoài ra chủ xe cũng đã quyết định là đổ thêm một số món nữa. Thì cùng coi thử là trong video này chủ xe sẽ đổ cái gì nhá. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm tới cái này. Bây giờ là cùng gắn bộ bô này lên. Trong lúc đợi bạn kỹ thuật viên tháo bô zin ra thì chúng ta sẽ cùng mở coi thử là trong hộp này có gì ha. Đầu tiên đây là bộ cổ. Bộ cổ này là bộ cổ full titanium luôn nha. Trọng lượng thì nhẹ hơn trọng lượng zin rất là nhiều. Lát nữa mình đo cho các bạn coi. Đây, bộ cổ titanium. Bộ cổ này chỉ dành cho xe đua thôi. Nhãn số ghi ở trên đó là for racing use only. SC Project á, họ cũng có bán cả một cái bộ cổ tương tự như thế này, trọng lượng tương đương luôn, nhưng mà làm bằng inox 304. SC Project full titanium. Cái giá trị của bộ cổ này á, không chỉ giúp cho xe nhẹ đi nè, tăng công suất nè, tăng tọt, tăng thêm tính thẩm mỹ nữa. Bởi vì cái bộ cổ titanium này khi mà các bạn chạy mà nó nóng lên, nó sẽ đổi màu thành màu xanh và màu tím cực kỳ đẹp mắt luôn. Đây là bộ cổ dê, rồi mấy cái đầu chụp ở phía trên và lò xo. Còn đây là sticker. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng mở qua tới lon bô. Trong lon bô thì chúng ta sẽ có một miếng ốp bô bằng carbon. Đây là lon bô S1GB. Cái lon bô này á, có một cái điểm rất là đặc biệt, đó chính là nhìn ngắn vậy thôi nhưng mà ở phía trong vẫn có ống tiêu. Và với cái ống tiêu này thì cái lon bô này á sẽ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 luôn nha. Đó là khi kết hợp với lại bầu bô zin thôi. Chứ còn nếu như mà trường hợp mà đi cổ full như thế này thì chắc chắn là không có tiêu chuẩn khí thải gì rồi. Ngoài bộ bô này ra thì ngày hôm nay chủ xe còn lên cả một cái bộ ốc tán dĩa tải của WR3, thương hiệu của Indonesia, cực kỳ đẹp luôn. Còn xanh lá cây cho hợp với xe nè. Và chống đổ phun trước và sau của Evotech. Cái hộp này á khoảng 1kg nè. Phần cuối cùng, lon bô nặng nhất, gần 4kg, bộ bô này chỉ có 3kg thôi, cực kỳ nhẹ luôn. Đây, cân thử lon bô zin nha. 4kg lon bô zin thôi là đã nặng hơn nguyên bộ bô kia rồi. Đây, bộ cổ là 8kg hơn, gần 13kg, trong khi nếu mà thay bộ kia vô thì chỉ khoảng cỡ tầm 3kg. Tiết kiệm được khoảng chục ký. Ghê ha. Theo công bố của nhà sản xuất á, khi mà mọi người gắn cái lon bô này lên á thì xe của các bạn sẽ tăng công suất lên 3.5 mã lực. Và cái tọt, cái mô men xoắn á sẽ tăng thêm 2.1 Nm. Đó là với cái lon này không nha. Còn nếu như gắn thêm bộ cổ này á
thì công suất của động cơ sẽ tăng lên 8,8. Tức là nếu như các bạn gắn chung một cái bộ này, công suất lên đâu đó khoảng cỡ tầm 13,3 mã lực, cái tọt nó sẽ tăng thêm khoảng cỡ tầm gần 10 Nm, cực kỳ khủng luôn. Tiền nào của đó là đúng rồi. Thêm một cái điểm nữa là nhà sản xuất khuyến cáo mọi người, khi mà mọi người thay nguyên cái bộ bô full như thế này á, để đạt được cái hiệu quả công suất tối đa á, thì mọi người nên đi map lại. Nếu như có điều kiện thì các bạn cũng nên map, còn không thì thôi cứ để nguyên như chạy cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Bởi vì ở trên phần cổ bô á, đã có cả vị trí gắn oxy sensor rồi, cho nên là những cái lỗi mà khi mà các bạn thay bô á, sẽ không xảy ra nếu các bạn gắn bô chính hãng. Mọi người có thấy không, từ 4 bên này xuống còn 2, xuống còn 1. Còn ví dụ như mấy cái mẫu như Z1000 á, thì 4, 2, xong cái đoạn cuối sẽ là chia làm đôi, thì người ta sẽ đặt tên là 422. Ở chỗ này có khắc một dòng chữ rất là rõ ràng, đó là SC Project Full Titanium luôn nè. Mình vừa phát hiện là mình sẽ lời được cái món này. Bởi vì sau khi lắp lên là sẽ không gắn được cái ốp carbon này, bởi vì ốp carbon này sẽ gắn vào vị trí của cái ốp của cái bầu á. Nói gì thôi cho miếng này phải trả khách à. Đây, bên hãng còn có cung cấp cho một cái loại keo ceramic để bôi vào cái phần kết nối giữa cổ bô và lon bô. Đấy, cái keo này khi mà mọi người bôi vô thì nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất á, là giúp bôi trơn khi mà kết nối giữa cái phần cổ bô và phần lon bô. Thứ hai á, là khi mà nó nóng lên á, thì nó sẽ bị kín lại được cái phần khe hở đó. Nó rất là khít, cho nên khi vào thì phải có keo để cho giúp bôi trơn vừa ý luôn. Sau đó chúng ta sẽ siết cái cổ dê này lại là xong. Thì với những cái cây bô mà chính hãng được sản xuất dành riêng cho từng dòng xe á, thì mọi người có thể thấy là cái vị trí mà treo cái lon bô á, cái con ốc bắt á, nó cực kỳ fit với lại là cái gác chân luôn. Nói chung là nó như zin, đáp vô cực kỳ đẹp luôn. Còn phía bên trong này nè, mọi người có thấy nó sẽ có một cái ống tiêu đây, mình tăng sáng cho mọi người thấy. Mọi người thấy đây không? Đây nè, đó cái phần ống tiêu đây nè. Còn muốn tháo cái ống tiêu ra thì mọi người có thể dùng cái kẹp. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn khí thải của SC Project, nó dành cho những cái mẫu lon bô mà không phải là bô original của xe á. Ghê không? Cái này lột ra được luôn nha. Cái này là còn ống tiêu quá nha. Cái khói này là do cái dầu dưỡng của bô á. Trong này ngột quá, cho dắt ra ngoài nổ thôi cho mọi người nghe. Thấy giờ lên màu rồi nè. Đó, này lên chút xíu thôi, nóng chút xíu thì lên thôi. Cái này còn để ví dụ như chủ xe chạy thêm một thời gian nữa thì nó sẽ đổ màu hết nguyên cái phần này luôn. Ở phía sau này cái phần dĩa thì nó hơi đơn điệu một xíu, nó chưa có màu gì hết, thì chủ xe quyết định là gắn thêm cái bộ ốc tán vô cho nó có thêm phần màu sắc, để khi mà cái xe chạy quay nhìn cho nó có màu xanh, nhìn cho nó lạ mắt. Đây là bộ ốc tán dĩa tải đến từ WR3, một thương hiệu của Indonesia. Mà thương hiệu này cũng hay làm mấy cái đồ cho xe Kawa lắm. Ví dụ như là mọi người có thể thấy ở đây nè, chúng ta có bộ bát. Đó, bát heo trước cũng của lớp WR3 luôn. Bát heo sau của xe này là cũng của WR3 luôn. Sau khi gắn tất cả lên thì mọi người có thể thấy là mâm xanh, cái vòng bên trong cũng xanh, đẹp ha. Để giữ cho ốc không bị chày thì chúng ta phải quấn bọc ni lông lại trước khi chúng ta bắn các bạn. Đó, để cho đủ combo thì đây, chống đổ phục sau.
ở đầu video thì mình có chút nhầm lẫn là xe này nếu như mà gắn carbo luôn á thì mới có cái mức giá là trên 200 triệu. Mà nói chung là cũng dành một cái lời gọi là ngưỡng mộ đối với chủ xe, bởi vì là xe mua có 200 mấy chục triệu rồi mà độ cũng đã hơn 200 triệu rồi, là gần bằng chiếc xe đó. Thiệt là không biết nói gì luôn á, mệt quá. Đối với những cái món đồ giống như là tay thắng nè, heo dầu, trợ lực nè, xi nhan này nọ, thì khi mà mọi người đổ trên xe rồi á, mai mốt ví dụ như mọi người có đổi xe thì mọi người vẫn có thể sử dụng lại được. Cho nên là những cái món này gần như là không có phí tiền đâu. Nếu như mà mọi người bán luôn á thì nó mới phí thôi, chứ còn nếu như mọi người có thể tái sử dụng cho những cái mẫu xe tiếp theo á thì nó cực kỳ tiện luôn. Tại vì gần như là mọi người chỉ mua một lần, sau đó mọi người dùng hoài. Ví dụ như cái cây trợ lực Olin này cũng vậy nè, dùng cho bất kỳ xe nào cũng được luôn, chỉ khác là khác cái bát này thôi. Tay thắng cũng vậy, tay thắng gần như trên những cái mẫu sport bike hay là những mẫu xe lớn á, họ đều dùng những cái tay Corsacota 19 này. Mọi người có thể thấy phần dĩa tải sau bây giờ nó đã có điểm nhấn hơn nhiều rồi ha, có màu xanh. Cái này mà xoay vòng vòng nữa thì sẽ tạo ra một cái vòng tròn màu xanh nhìn khá là vui mắt. Đó, vậy là ok đó. Chống đổ phù trước nè. Đó, đúng nghĩa là bảo vệ cái phục luôn. Chân phục nè, con heo nè, cái dĩa nè. Xe mua hơn 200 triệu, độ thêm hơn 200 triệu nữa là tính ra chiếc xe này á, là cũng được gần 455 triệu rồi á. Nhưng mà chủ xe, cái gu của bạn đó là bạn nó thích mua xe về độ chứ không phải là thích mua một chiếc xe đắt tiền hơn. Và như bữa nãy mình có nói á, là những cái món đồ độ này thì mọi người có thể tái sử dụng cho những cái xe sau. Chiếc xe này cũng đang là chiếc xe Z900 mà có giá trị nhất Việt Nam hiện nay. Giá trị là trên tính trên tổng số tiền mà chủ xe đã bỏ ra á. Tương lai thì không biết là chủ xe có thêm cái gì không, nhưng mà mình nghĩ là có. Tại vì còn thiếu rất là nhiều món, ví dụ như carbon, wheelship, rồi linh tinh nữa. Thì cái đó chủ xe sẽ bổ sung sau, thì khi nào mà có thì mình sẽ quay cho các bạn ha. Nếu như mà các bạn thích những cái sản phẩm của SC Project á, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp luôn Max Motor luôn. Hiện tại Max Motor đang là đại lý của SC tại Việt Nam luôn rồi. Cho nên là nếu như các bạn mà thích những cái sản phẩm bô của SC á, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp Max Motor để mua những cái sản phẩm đó ha. Còn bây giờ là hết video rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Nếu mọi người thích video thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.